Ngày hôm qua 19 tháng 10, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của nhà máy nước sông Đà. Kết quả tất cả các mẫu nước đều đạt quy chuẩn về styren. Đây là kết quả kiểm nghiệm đợt 4 kể từ sau khi sự cố xảy ra. Theo đó, vào ngày 18 tháng 10, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu nước và phối hợp với Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàng Lâm Khoa học Việt Nam phân tích mẫu nước. Cụ thể, cơ quan chức năng đã lấy 4 mẫu nước của nhà máy nước sông Đà để xét nghiệm chỉ tiêu styren tại các vị trí, bể chứa trung gian tại xã Bình Yên, Thạch Thất, trạm điều tiết Tây Mổ và họng 1200 BC. 15 mẫu nước tại hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp nước của công ty nước sạch sông Đà thuộc 5 huyện quận là Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoài Đức. Kết quả tất cả các mẫu nước đều đạt quy chuẩn về styren. Sau kết quả này, thì Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng trực tiếp lấy mẫu nước tại nhà máy nước sông Đà và các hộ dân trong các ngày tiếp theo để có thể phân tích đánh giá chất lượng nước sinh hoạt.